Buồn qua sinh nhật mình mà không một ai đến dự. Chuyện gì thế? Lũ bọ vô túi này có biến ngay khỏi đĩa bánh kẹo của ta không hả? Buồn quá, phải làm sao đây? Chúc mừng sinh nhật của robot nhé. Nhưng sao mà bánh sinh nhật gì xấu thế kia? Này này, bình tĩnh nào, để tôi trang trí cái bánh lại cho bạn một xíu nhé. Đợi mình một chút. Mình sẽ cho tầng dưới cùng trang trí bằng kẹo mắt siêu ngon. Tầng thứ hai thì mình cho các loại hình người bằng kẹo dẻo, với thêm một chút kẹo sô-cô-la vàng lên bánh nữa. Này này, từ từ đã. Cậu chỉ nên ăn một cái kẹo mắt này thôi, để chỗ này chỗ tôi nhé. Sao lại thế? Cái tên chết tiệt này lại trêu mình nữa rồi. Cái bánh này là của mình hết, ngon quá. Ơ kìa, hình như có cái gì đằng sau cái bánh thì phải. Ngon ngon quá. Này này, đừng có mà ăn bánh của tớ thế chứ. Cái bánh này cậu tặng cho tớ mà, sao bây giờ lại giành bánh của tớ thế? Này thì giành bánh của tôi này, chứa đi nhé. Cậu ăn cho hết cái bánh luôn đi nha. Okay. Huh? Bây giờ đói quá, ăn tạm cái này vậy. Nhưng mà có một ít nên mình vẫn đói quá. Ở đâu có mùi thức ăn thơm thế nhỉ? Đi tìm xung quanh xem. Thì ra là trong cái hộp này, mình đổ ra xem trong có gì mà thơm quá. Nào là táo này, kẹo này, bánh quy nữa. Tuyệt vời, nhiều đồ ăn quá. Không biết ai lại để thức ăn ở đây thế nhỉ? Mình bắt đầu lấp đầy cái dạ dày này thôi. Này này, con khủng long này, sao lại cắn tay tôi thế hả? Phải làm gì bây giờ, đánh cho nó bay ra thôi. Mau biến đi nhanh lên. Bây giờ tiếp tục thưởng thức thôi. Táo này ngon mà giòn quá, tuyệt vời. Làm thêm miếng nữa nào. Ơ kìa, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Không được ăn nữa, trả thức ăn lại cho tôi. Hút hết thức ăn mất rồi, phải ngăn lại không thì mình sẽ chả còn gì để ăn nữa. Bực mình quá, thế mà ăn uống hết gói thịt của mình rồi. Đau quá, cứu tôi với, tôi sắp bị hút vào mất rồi. Thôi xong rồi, cái máy hút bị tan tành rồi. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là ăn trộm hết vàng của nhà này. Được rồi, để tôi xông vào đầu tiên cho nhé. Ôi tuyệt quá, không có một ai ở đây cả, chúng ta nhanh tay lên nào. Hình như là két sắt ở đây thì phải, may phải lấy hết vàng trong đó mau. Giàu to rồi, nhiều vàng nhiều tiền quá. Trên tủ này nhiều bánh quá, mình lấy một chút ăn thôi. Này cậu ăn cái thứ gì thế hả? Mày quần gói tất cả rồi chuẩn nhanh thôi nào. Xong hết rồi đây, đi thôi. Mình lấy được nhiều quá, toàn bánh ngon tuyệt. Mời mọi người cùng ăn nào, tớ thèm chạy nước dãi rồi đây này. Bánh này càng ăn càng nghiện, ngon quá. Ha ha, để mình thử thêm cái bánh này nữa xem. Để mình trêu cái tên này. Quẹ, sao khúc này, kinh thế nhỉ? Lêu lêu, ôi cái tên này dám nhổ vào miệng ta nữa hả? Thôi kệ, tiếp tục ăn thật là nhiều. Mình ăn để thêm một cái để chiêu cái tên kia một lần nữa mới được. Đây đây, mời cậu ăn thêm cái bánh này nữa đi, ngon lắm đấy. Cái tên chết tiệt này, ta sẽ cho nó biết tay. Ở đây là ở đâu nhỉ? Các người đã bị bắt, mau về đồn. Áp giải hai tên tù nhân vào tù nhanh lên. No, wait. Stop.